thế là nó không hợp lý. Thế nên là cái câu trả lời nghe nó xối tai quá, nó không cái ý của ông trả lời nghe nó không có thể hiện một cái con người quản lý được kỹ thuật. Người quản lý được kỹ thuật người ta phải nắm chắc về vấn đề các kỹ thuật, yêu cầu đòi hỏi bắt buộc. Bởi vì đây nó liên quan đến vấn đề là an toàn, mà an toàn giao thông đây không phải là an toàn chỉ là an toàn phần trăm nào mà phải bắt buộc phải an toàn là tuyệt đối. Bởi vì sơ sẩy là nó đi không biết là bao nhiêu dặm đấy, cho nên nó bắt buộc là phải an toàn tuyệt đối. Đúng rồi, lãnh đạo là phải nắm chắc về tất cả cái quy trình để đảm bảo cái an toàn phương tiện, cho mà đảm bảo cho an toàn phương tiện, tức là đảm bảo cho vấn đề an toàn giao thông, tính mạng con người, tất cả trên đường. Cơ sở đi là nó không thể là lường trước được những cái gì nó sẽ xảy ra. Chỉ trên đường xe chỉ cần một lúc nào đấy mà phanh nó kém một tí thôi, nhưng nếu như nó không, xe đang chạy trên đường vắng thì cái phanh nó có thể nó kém tí, nó không ra như đúng lúc mà đột nhiên có một cái hố nào đấy, một em bé hay một cái nào mà nó đúng lúc đúng mức cần thiết này phải là phanh thì nó lại không đạt được như coi như là cái cần lúc cần thiết phải chuyển lắng lại. Có thể là hàng bao nhiêu ngày nó là an toàn như chỉ một giây một phút thì nó xảy ra không biết được nào mới được. Số đúng rồi, số đấy thì cho nên là chúng nói là riêng mấy kỹ thuật an toàn của xe là bắt buộc tuyệt đối an toàn, chứ không cho phép một sơ sẩy 1%. Nói chung là để anh nói là nếu không là một người quản lý về kỹ thuật thì trả lời như thế thì nó lại đơn giản quá, nó như là ngồi nói chuyện tào lao với nhau, nó không phải là cái câu nói của cái người có kỹ thuật ở trong đấy. Đúng là kỹ thuật thì là phải là đúng quy trình, mà nó gọi là quy trình là phải chuẩn. Đây này, ông này có thể nói là tôi có thể lấy rẻ tôi lau và biết là sao tôi làm sạch, sao tôi lắp vào, tôi bôi mốt lắp vào như thế hoàn toàn. Chị cũng xem một cái vấn đề phó giám đốc trả lời, tôi thấy là phó giám đốc trả lời nó không có quy trình kỹ thuật gì cả. Thứ nhất là theo tôi nghĩ là phó giám đốc cùng là không hiểu biết gì về kỹ thuật, không hiểu biết gì về kỹ thuật ô tô. Khi mà đã quy trình bảo dưỡng sửa chữa, quy trình của cấp nhà nước, người ta đề ra những cái bắt buộc mình phải xử lý, bắt buộc mình phải làm theo cái quy trình đấy. Mấy lại nó xảy ra lúc nào thì không ai thể lừa sức được. Thế là theo tôi nghĩ là cái việc trả lời của giám đốc Hồng cũng có tinh thần trách nhiệm của người tham gia giao thông, có quy trình thì đương nhiên là nó sẽ phải an toàn, mà không có quy trình thì chắc chắn là nó sẽ không an toàn rồi.